Cấp độ mới của Haki Bá Vương khắc chế Haki quan sát, thứ có thể tạo ra Hắc Kiếm. Hai, chào mừng anh em đã quay trở lại với Top Manga. Sau khi thấy những gì mà Xanh đã làm được, quả thật đẳng cấp sức mạnh của anh ta đã khiến cho mình phải phơi lên phơi xuống. Cùng với đó là những khả năng đặc biệt mà chỉ có ở Xanh thông qua Haki Bá Vương. Có thể đây sẽ là những sức mạnh mới mà Luffy sẽ theo đuổi trong tương lai Nên ngày hôm nay chúng ta hãy cùng ngồi lại với nhau và tìm hiểu thêm về hai cấp độ mới của Haki Bá Vương mà Xanh đang có Cũng như việc Haki Bá Vương cấp cao có liên quan tới việc tạo ra hắc kiếm hay không trong thế giới One Piece, tồn tại ba dạng Haki là Haki vũ trang, Haki quan sát và Haki bà vương. Chắc hẳn thông tin cơ bản này nếu đã từng đọc qua One Piece thì bất cứ ai cũng có thể nắm rõ. Tuy nhiên, những nhánh cây sau này của ba loại Haki kia thì không phải ai cũng có thể kể tên ra được. Càng ngày, tác giả Oda càng giới thiệu cho tất cả các con dân One Piece thấy được sức mạnh thực sự của chúng. Thậm chí, mới đây nếu như Haki đủ mạnh thì có thể chống lại được cả năng lực của trái ác quỷ. Cho thấy Haki hiện tại đang là vua của mọi loại sức mạnh, đứng trên đỉnh cao và hiểu được hào quang rực rỡ nó như thế nào. Anh em thử điểm lại mà xem, kể từ khi Haki được giới thiệu với khái niệm cơ bản thông qua những buổi tập luyện của Rayleaf cùng với Luffy trong khoảng thời gian 2 năm time skip, cậu bạn mũ rơm cũng như các đồng đội của mình đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều và đủ sức đương đầu với mọi thử thách trên tân thế giới, không dừng lại ở những dạng cơ bản. Mà thời gian gần đây, nhất là những ác trải qua những trận chiến với băng tứ hoàng, Luffy và các đồng đội đã có thể nâng cấp Haki lên một tầm cao mới. Mỗi loại nâng cấp này sẽ được giới thiệu lần lượt qua từng ác. Đầu tiên phải kể tới Haki quan sát thấu thị tương lai của Katakuri. Tại đảo bánh, tất cả đã choáng ngợp trước khả năng của cánh tay phải của Tứ Hoàng. Anh ta đã cho thấy đẳng cấp siêu việt mà Haki quan sát có thể đạt được và tất nhiên Luffy cũng đã lĩnh hội nó thành công. Sau đó tới Aquano, cậu bạn mũ rơm lại được búp thêm bản nâng cấp của hai loại Haki còn lại. Nếu như Haki quan sát đã tương đối ổn thì giờ đây cậu cần phải tăng sát thương trong đòn tấn công của mình. Với Haki vũ trang cấp cao, thứ sức mạnh mà cậu đã học được từ ông lão Hyogoro, đây cũng chính là thứ mà ba đô đốc vào hai năm về trước đã sử dụng để tạo ra một lớp lá chắn ngăn chặn đòn tấn công của bố già dâu trắng. Dù đã được nâng cấp nhưng lượng sát thương mà Luffy có thể gây ra được vào lúc này trước tứ hoàng cano bách thú vẫn là không xi si nhê. Chỉ cho tới khi cậu lĩnh hội được thứ sức mạnh mà chỉ có rất ít tên hải tặc trên thế giới này có thể làm được, thì khi đấy thế trận mới bắt đầu cân bằng. Không dừng lại khả năng dọn lính nữa, mà giờ đây Haki Bà Vương còn có thể búp và đòn tấn công. Sau khi đã đạt được nó, tác giả Oda lại tiếp tục nhá hàng ra những nhánh tiếp theo của Haki Bà Vương, những khả năng mà Luffy cùng với Kiếm sĩ mù đường Zoro có thể đạt được trong tương lai. Khắc chế Haki quan sát. Tại trang 1055, một nhánh khác của Haki Bá Vương đã được thể hiện thông qua tứ hoàng xanh tóc đỏ. Dù cho khoảng cách giữa anh ta cùng với đô đốc bỏ lục Ryokugi là rất xa, nhưng xanh vẫn có thể dùng bá khí đánh thẳng tới vị trí mà vị đô đốc kia đang đứng. Không những thế, nó còn khiến cho Ryokugi đau đớn cũng như bị tê liệt. Thậm chí, xanh còn có thể giao tiếp được thông qua bá khí của mình. Đây là lần đầu tiên mà chúng ta thấy được Haki Bá Vương có thể làm được những điều này. Trước đấy, nó chỉ đơn thuần là một thứ sức mạnh để dọn lính, nhưng bước tới Awano thì những level cấp cao của loại haki vô cùng hiếm có khó tìm này đã được tác giả Oda giới thiệu, chỉ có như thế, haki bá vương mới thể hiện ra được đẳng cấp của thứ sức mạnh đặc biệt mà không phải bất cứ ai trên thế giới cũng có thể có. Bá khí dùng để dọa đô đốc bỏ lục chỉ là một phần sức mạnh của xanh. Tứ hoàng tóc đỏ còn được cho biết đang sở hữu một loại sức mạnh vô cùng độc lạ. Tại tập truyện 4 tỷ kèm theo với phần phim One Piece Film Red đã xác nhận về việc xanh là người duy nhất có khả năng sử dụng bá khí để khắc chế Haki quan sát. Với thứ sức mạnh này, xanh sẽ khiến cho đối thủ không thể nhìn vào được tương lai thông qua Haki quan sát. Chỉ với một mô tả ngắn gọn từ tập truyện kia, xanh đã thể hiện đẳng cấp sức mạnh của một tứ hoàng với cả ba loại Haki mạnh mẽ là như thế nào những cấp độ mới của Haki Bá Vương đang được giới thiệu. Những khả năng mà nó có thể làm được đã chứng tỏ cho sức mạnh khủng khiếp của những tên hải tặc hàng đầu. Mình tin rằng Haki Bá Vương không chỉ dừng lại ở việc đe dọa từ xa như cây cách mà Xanh đã làm cũng như khắc tinh của Haki quan sát, mà vẫn còn đó những nhánh cây được phát triển thông qua thứ được gọi là Haki Bá Vương này. Và rất có thể, tại đảo x tới, một nhánh mới sẽ được khai phá. Lục lại khoảng thời gian mà Luffy tập luyện với vua bóng tối tại Trap 597, câu nói của Rayleigh tại đây sẽ là nội dung chính để chúng ta tìm hiểu ngày hôm nay một khi cậu đã dò được ra cả ba tất cả điều đó sẽ dẫn đến màu sắc haki mà cậu tốt nhất cậu càng nắm vững ba loại, càng nhiều khả năng tuyệt vời sẽ xuất hiện. Và đúng là như thế, với việc nắm vững căn bản của cả ba loại Haki, Luffy hiện tại đã không ngừng hoàn thiện bản thân với những kỹ thuật cấp cao hơn với chúng. Và hai khả năng mà Xanh có sở hữu đã được đề cập bên trên sẽ là những thứ mà Luffy sẽ đạt được trong tương lai. Hiện tại, ở tân thế giới, những kẻ mạnh không chỉ đếm trên đầu ngón tay nữa. Thử thách mà Luffy cùng với những người đồng đội phải đối mặt ngày càng lớn, đó là băng của tứ hoàng dâu đen, hay các đô đốc hải quân cho tới kẻ đứng trên tất cả. Im! Những kẻ không chỉ dừng lại ở những loại haki căn bản mà còn đó là những kỹ thuật cấp cao siêu việt hơn người. Và với ứng dụng của haki bá vương hiện tại, cụ thể hơn là khắc chế haki quan sát, Luffy sẽ có thể làm được nhiều điều hơn trong một trận chiến. Phế bỏ đến sức mạnh của đối thủ đã là một lợi thế cực lớn. Giống như Sanh đã làm, trước đây trong trận chiến với Luffy, Katakuri từng đề cập tới chuyện Haki quan sát cần phải tập trung thì mới có thể sử dụng. Trong khi đấy, kỹ thuật đặc biệt của Sanh với Haki bà Vương lại được xem là khắc tinh của loại Haki kia. Bản chất của bá khí chính là đánh thẳng vào ý chí của bất cứ ai xung quanh đó hoặc bị nhắm tới. Và Sanh hiểu rằng những kẻ đủ mạnh sẽ không cần phải e sợ trước bá khí của anh ta từ đấy xanh đã tập luyện và tạo ra một khả năng vô cùng đặc biệt để đánh thẳng vào những kẻ đó những kẻ có khả năng thấu thị tương lai bằng cách áp chế ý chí của kẻ kia để hắn ta không còn bình tĩnh và không thể sử dụng được nó haki quan sát được phân ra nhiều nhánh khác nhau như cảm nhận sự hiện diện cảm nhận sức mạnh cảm xúc hay là ý đồ của kẻ thù nâng cao hơn nữa là khả năng thấu thị tương lai chỉ với haki quan sát mỗi người sẽ có một lựa chọn cách thức sử dụng chúng khác nhau có người sẽ đẩy mạnh một trong những thứ kể trên và phát huy toàn bộ sức mạnh của nó đấy mới chỉ là haki quan sát mà đã có nhiều nhánh như vậy thì haki bá vương thứ vô cùng hiếm hoi trong thế giới One Piece chắc chắn sẽ không đơn giản chỉ có những kỹ thuật đơn thuần thứ có thể tạo ra hắc kiếm trong tương lai có thể tác giả Oda sẽ tiếp tục giới thiệu thêm về những khả năng cấp cao của haki bá vương không chỉ dừng lại ở hai khả năng mà tứ hoàng xanh đã thể hiện sẽ vẫn còn những nhánh khác của loại haki này có thể nó có liên quan tới khả năng tạo ra một thanh hắc kiếm Zoro, một người không mang trong mình năng lực của trái ác quỷ để trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, thì anh đầu tảo sẽ cần phải trau dồi kiếm thuật cũng như sức mạnh của bản thân thông qua cả ba loại haki. Mình nghĩ rằng không phải tự nhiên mà tác giả Oda lại để cho kiếm sĩ đầu tảo được bổ sung haki bá vương trong giai đoạn gần cuối này. Mãi cho tới khi đối đầu với tứ Hoàng, Zoro mới được tiết lộ là có sở hữu loại haki đặc biệt. Sức mạnh của Zoro có thể lấy xanh và Mihawk trở thành thước đo cho anh ta. Hai con người không mang trong mình năng lực của trái ác quỷ, nhưng với đẳng cấp đã thể hiện thông qua Haki, họ đã có thể vang danh cả thế giới. Việc để cho Zoro sở hữu Haki bá vương là cách thức hợp lý nhất cho những pha búp sức mạnh cho anh kiếm sĩ đầu tảo sau này. Chẳng phải ngẫu nhiên khi tác giả lại cho Zoro có thể búp Haki bá vương vào kiếm trong trận chiến với King. Như vậy, cho tới nay, kiếm sĩ mù đường của băng mũ rơm đã được sát cánh bên cạnh thuyền trưởng của mình trong nhóm có thể truyền Haki bá vương. Sẽ thế nào khi một nhánh sức mạnh của Haki Bá Vương có thể tạo ra hắc kiếm? Cho tới nay, chỉ có hai người trong One Piece được xác nhận là có thể biến lưỡi kiếm của họ trở thành màu đen vĩnh viễn. Đó là Mihawk và thần kiếm Ryuma. Ngay cả xanh hay dâu trắng và Roger là những người được đánh giá là có Haki vô cùng mạnh mẽ, nhưng họ lại không thể biến kiếm của mình trở thành hắc kiếm. Chắc hẳn phải có một lý do nào đó mà cho tới nay, chỉ có Mihawk cùng với Ryuma là hai người sở hữu chúng. Với thanh Enma, theo như cựu tướng quân Sukiyaki có đề cập thì nếu như Zoro có thể biến nó trở thành hắc kiếm, nó sẽ được tăng thứ bậc. Enma là một trong 21 thanh đại bảo kiếm, nó đã song hành xuyên suốt trong cả đời người của Odin. Ấy thế một samurai mạnh mẽ như vậy, sau từng ấy năm tháng mà vẫn chưa thể biến Enma trở thành hắc kiếm, thì có thể thấy được để một thanh kiếm đạt được trạng thái mạnh nhất của nó thì sức mạnh thôi là vẫn chưa đủ. Thông thường, khi một kiếm sĩ búp Haki vũ trang vào thanh kiếm của mình, lưỡi kiếm sẽ dần chuyển qua màu đen nhưng đây chỉ là màu đen tạm thời chứ không thể trở thành vĩnh viễn như hắc kiếm ioru hay suy được Oden được đánh giá rất cao nếu hắc kiếm chỉ đơn thuần được tạo ra khi người sử dụng búp Haki vũ trang vào đó mà thành thì không chỉ có Oden mà còn rất nhiều kiếm sĩ hùng mạnh khác trên tân thế giới cũng sẽ làm được. Tuy nhiên, tới nay thì chỉ có Mihawk là người sử dụng hắc kiếm duy nhất còn sống. Thành sư suy, Zoro cũng đã trả lại Wano Quốc và để trở thành kiếm sĩ mạnh nhất cũng như vua địa ngục thì việc biến cả ba thanh kiếm hiện tại trở thành hắc kiếm là điều gần như sẽ xảy ra đối với anh đầu tàu. Nhưng vấn đề ở đây là làm thế nào lại có thể tạo ra được nó? Và theo như mình nghĩ và suy đoán thì mấu chốt của nó nằm ở chính Haki Bà Vương, thứ mà tác giả Oda mới đây đã bút thêm cho Zoro. Mihawk, kiếm sĩ mạnh nhất hiện tại, từng so tài ngang ngửa với xanh, một con quái vật thực sự. Trận chiến của cả hai nổi tiếng tới nỗi mà ngay cả tứ hoàng dâu trắng cũng phải để mắt tới. Việc Mihawk sở hữu Haki Bà Vương cũng chẳng ai phản đối cả, bởi vì ông ta xứng đáng có nó. Tiếp đến, thần kiếm Ryuma cũng vậy, một samurai huyền thoại với kiếm thuật thượng thừa, cũng như thành hắc kiếm suy không loại trừ khả năng ông ta cũng sở hữu loại haki mà chỉ có một trên một triệu người mới có haki bà vương hiện tại đang được mở rộng sẽ thế nào khi nó sẽ có thêm một kỹ thuật cấp cao mà khi kiếm sĩ nào đó đạt tới trình độ thượng thừa thì sẽ biến được thanh kiếm của mình trở thành kiếm và rất hiếm những người có thể làm được chuyện đó trước đây cũng giống như việc búp haki bà vương vào đòn đánh vậy đấy không phải ai cũng có thể dùng được với một nhánh khác của Haki Bá Vương phù hợp với các kiếm sĩ. Đây sẽ là khoảng cách giữa những người đứng đầu so với phần còn lại của thế giới, vị thế mà thời điểm hiện tại Mihawk đang đứng. Tại trong 1033, thợ rèn kiếm huyền thoại Shimochiki Kozaburo đã nói về Zoro lúc nhỏ như sau: "Mỗi thanh kiếm giống như một cá thể với bản ngã độc nhất. Một kiếm sĩ là kẻ thuần hóa cái man dại của kiếm và khiển phục nó theo ý chí của mình. Các danh kiếm đều ẩn nhẫn" Chờ đợi để được đặt vào tay một kiếm sĩ xứng đáng với chúng Sau khi nhớ lại những câu nói này Zoro đã được thông não về chuyện Enma đang khảo nghiệm chính anh Liệu anh có xứng đáng cầm nó trên tay hay không Và với một người tương lai sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất Thì rõ ràng là hoàn toàn xứng đáng Ông chủ tiệm bán kiếm tại Lock Town trước đây Cũng từng nghe tới một tin đồn Đó là kiếm chọn chủ Chúng luôn chờ đợi một kiếm sĩ có thể thuần hóa được cái man dại và điều khiển được hoàn toàn bản ngã bên trong. Zoro đang hoàn thiện mình cũng như kiếm pháp, anh liên tục học hỏi những kỹ thuật mới, chẳng hạn như kiếm pháp hòa hồ mới đây. Sau khi đọc những câu trích kể trên, một suy nghĩ chợt này ra trong đầu của mình. Mình không biết trong One Piece sẽ gọi cảnh giới này là gì, nhưng nếu như ai đã từng xem qua những bộ phim kiếm hiệp của Trung Quốc thì đã đều nghe qua bốn từ người kiếm hợp nhất khi đấy cả người và kiếm cùng tương thông với nhau và khi một người nào đó có thể đạt được cảnh giới này thì họ gần như là độc bá thiên hạ không loại trừ, trong One Piece cũng tồn tại một cảnh giới người kiếm tương thông. Không chỉ kiếm chọn chủ, mà sau khi đã thuần hóa được con ngựa hoang kia, kiếm sĩ sẽ bắt đầu hòa làm một với thanh kiếm của chính mình. Kết hợp với nhánh Haki Bá Vương chỉ dành cho các kiếm sĩ, từ đấy thanh kiếm sẽ đạt được tới đẳng cấp cao nhất. Không phải tự nhiên mà Zoro lại được xác nhận và cho thể hiện Haki bà Vương ở tại Wano Quốc. Đấy còn là sau khi anh được thông não bởi những câu nói mà thợ gen kiếm huyền thoại năm xưa đã nói với mình. Trên đây là những phân tích và nhận định của bọn mình về cấp độ mới của Hắc Kỳ Bà Vương. Như thường lệ, cuối video là chuyên mục dành cho anh em yêu thích tranh. Bọn mình có một số bản tranh One Piece và nhiều anime manga khác theo yêu cầu. Anh em có nhu cầu để có phòng ngủ hay góc làm việc và giải trí của mình thì hãy inbox ngay vào fanpage OV Manga Anime Shop để đặt hàng nhé. Link mình ghim ở phần mô tả. Video từ đây là hết rồi. Nếu thấy hay thì đừng quên dành tặng cho Top Manga một cái like và share nhé. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye!